Theo thông tin mới nhất từ Bộ Giáo dục Đào tạo, thì thí sinh được phúc khảo tất cả các môn văn hóa, kể cả môn trắc nghiệm, trừ các môn năng khiếu. Theo đó, các hội đồng tuyển sinh sẽ nhận đơn xin phúc khảo của thí sinh trong thời hạn 15 ngày kể từ khi chính thức công bố kết quả và phải trả lời trong thời hạn 15 ngày kể từ khi hết hạn nhận đơn. Tất cả những thí sinh thấy điểm bài thi không đúng với thực tế đều được phép làm đơn xin chấm phúc khảo. Việc phúc khảo mỗi bài thi tự luận do hai cán bộ chấm thi thực hiện theo quy định tại Điều 25 quy chế này và phải chấm bằng mực có màu khác với màu mực được dùng chấm trước đó trên bài làm của thí sinh. Nếu kết quả hai lần chấm phúc khảo giống nhau thì giao bài thi cho trưởng ban phúc khảo ký xác nhận điểm chính thức. Nếu kết quả hai lần chấm phúc khảo có sự chênh lệch thì rút bài thi giao cho trưởng ban phúc khảo tổ chức chấm lần thứ ba trực tiếp trên bài làm của thí sinh bằng mực màu khác. Nếu kết quả của hai trong ba lần phúc khảo giống nhau thì lấy điểm giống nhau làm điểm chính thức. Nếu kết quả của cả ba lần chấm lệch nhau thì trưởng ban phúc khảo lấy điểm trung bình cộng của ba lần chấm làm điểm chính thức. Đối với bài thi trắc nghiệm, điểm chấm lại của tổ phúc khảo bài thi trắc nghiệm là điểm thi chính thức của thí sinh trong kỳ thi.